Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này. Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Kính chào ông bà và anh chị em là Kitô hữu, là con cái của Chúa. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh lạy cha rất nhiều lần. Khi chúng ta ăn cơm hay khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đều đọc kinh lạy cha. Đó là kinh quan trọng nhất, đó là kinh duy nhất mà Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta dạy chúng ta. Bài tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện. Anh em đừng lải nhải, nhưng mà hãy cầu nguyện như thế này. Và Ngài dạy các môn đệ lời kinh lạy cha mà chúng ta hàng đọc mỗi ngày sống của chúng ta. Hôm nay tôi chia sẻ với ông bà và anh chị em lời cầu nguyện cuối cùng trong kinh lạy cha: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Cách đây cỡ khoảng 2 tuần lễ, một vị khách từ Sài Gòn ra Hà Nội gặp tôi. Sau khi gặp tôi xong, anh nói: cha, nãy con ở dưới tầng trệt, con nghe các em thiếu nhi đọc kinh lạy cha nhưng mà sai. Các em đọc: xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ. Con định góp ý nhưng mà có các anh chị huynh trưởng đấy sợ mất mặt, cho nên con không dám góp ý. Anh nói là cha nhắc khéo để các em thiếu nhi ý thức. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Hai từ có thể rất là dễ lầm. Đó là xin chớ để và xin Chúa để. Nếu xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ thì nguy quá. Xin Chúa mà để chúng con xa trước cám dỗ. Xin chớ để là nghĩa là xin đừng để. Và từ xa và từ xa, hai từ cũng rất khác nhau. Xin chớ để chúng con xa nghĩa là rơi vào cám dỗ. Nghĩa là xa nghĩa là rơi vào. Còn xa nghĩa là xa gần, cách gần, cách xa. Xin chớ để chúng con xa nghĩa là rơi vào cám dỗ, chứ không phải xin chớ để chúng con xa nghĩa là xin đừng để chúng con xa, mà để chúng con gần cám dỗ thì nguy hiểm quá. Chúng ta cầu nguyện hàng ngày để xin Chúa cho mình khỏi xa vào, rơi vào cám dỗ. Những cám dỗ nguy hiểm làm cho đời sống của chúng ta mất đức tin, làm cho đời sống của chúng ta, con người của chúng ta lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Có thể chúng ta là những người Chúa cho làm ăn khá giả, đôi khi chúng ta cậy dựa vào tiền bạc, hay chúng ta có tiền bạc, chúng ta có rất nhiều thứ để vui chơi, để giải trí trong xã hội ngày hôm nay, mà chúng ta đánh mất đời sống đức tin, hay chúng ta không còn khát khao ơn cứu độ, không còn khát khao ơn đức tin Chúa ban cho nữa. Chúng ta vui thú và xa vào, rơi vào cái cám dỗ của trần gian, hay là những cám dỗ của xác thịt, xa vào cái tình trạng tội, hay là xa vào cái cơn cám dỗ của tiền bạc, của danh vọng mà đánh vấn phẩm giá,
đánh mất sự công bằng với anh chị em của mình. Cho nên trong mùa chay này, chúng ta xin Chúa giữ gìn chúng ta. Đây là thời thuận tiện, đây là dịp thuận tiện, như Thánh Phaolô ngài nhắc nhở các tín hữu. Đây là thời Thiên Chúa thiên, đây là thời Thiên Chúa giáng phúc, đây là ngày, đây là giờ thuận tiện để chúng ta thuộc về Thiên Chúa, để chúng ta sống tư cách là con cái của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta thuộc về Ngài, xin cho chúng ta cố gắng để bước đi với Ngài. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Chúng ta cầu nguyện cho nhau và xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ chúng ta. Amen.